Rồi các bạn nhỏ của chúng ta đã đi ra ngoài phải để đi siêu thị rồi. Gì vậy? Wow, các bạn, các ông già Noel đã đi và nhìn thấy một cửa hàng kem bông. À, các bạn đã chạy đến một cửa hàng có một chú bán rất là nhiều kem bông. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đấy để mua kem bông nhé. Bao nhiêu tiền một cái kem bông ấy ạ? Ăn luôn. Rồi, ba cái kem bông. Rồi bây giờ chúng mình sẽ tìm một chỗ nào để ăn nhé. Đấy, ba người đang hướng dẫn các anh kem bông đấy. Rồi bây giờ trả tiền rồi chúng mình đi ăn đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm một chỗ ngồi để ăn nhá. Ha, ba bàn nhỏ của chúng ta với ba cái kem bông rất là to. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn đi, ăn nhanh lên rồi chúng mình đi nhá, tối nhá. Thôi đấy, ông bán kem bông ông này mở luôn ra cho. Bác có hay bán ở khu này không? Đấy ạ. Rồi. Ăn đi. Wow, những chiếc kem trắng thau. Có ngon không bạn Bossy? Chiếc kem bông của bà cô Si kìa, có một chút ngừa ra kìa. Các ông già Noel đi mua quà cho các bạn nhỏ chưa mua được, cho bạn nhỏ nào đã ăn mấy cái kem rồi. Bà cô Si ơi, kem ngon không? Ngon không? Thế bà cô Si kem ngon không? Bé, cho bố ăn mấy. Rồi, bố sẽ ăn thử một chiếc kem này thì kem nào nhá. Các bạn nhỏ rất hay ăn những que kem này. Cắn luôn nhá. Đây là chiếc kem mà anh đã cắn giống như bông luôn. Giống mây. Ôi ngọt quá, ngọt quá. Các em ơi, rất là ngon và rất ngọt nhá. Nhưng mà thực tế thì anh cũng không thích ăn kem này lắm, tại vì nó rất là ngọt. Ngọt nít như đường ấy, ngọt hơn cả đường luôn. Đúng không? Cho nên là anh ăn anh cảm thấy rất là ngọt. Và các bạn nhỏ thì đã ăn rất là ngon nghiến luôn. Ông già Noel thì có não màu đỏ, ăn kem bông lại trắng như mây ấy. Chỉ có màu đỏ và màu trắng thôi. Khéo là dính hết ra dâu ông già Noel được kẹo. Ông già Noel ăn cả dâu rồi. Ôi, dâu của ông già Noel dài quá. Thế chưa? Đấy hết cả da dâu rồi. Bạn sẵn đi ăn nhanh lên, ăn chậm thế. Không muốn ăn à? Sao bố miếng? Đẹp quá. Các bạn đây cầm nhiều thì cũng cảm thấy đẹp. Muốn ăn kem à? Nhưng mà ăn bữa này ngọt quá này. Cảm ơn nhé. Rất là ngon. Các ông già Noel có cho các em nhỏ ăn không? Đưa cho các em nhỏ mấy. Đấy, bạn nào ăn thì cầm mấy. Các ông già Noel đưa rất là sát màn hình luôn. Ôi, ông già Noel còn xem gần hết rồi kìa. Kẹo ăn xong ăn nước lắm ấy. Rồi, để bố bỏ cái dâu ông già Noel ra nhá. Không phải làm ăn hết dâu của mình thì chết. Các ông già Noel đi mua quà cho các bạn nhỏ mà chưa mua được cái nào. Các em nhìn này, túi quà của các ông già Noel này. Mới còn xẹp nét luôn. Ôi rơi thì vứt đi con ạ, vứt là thùng rác đây kìa. Ôi đừng không ăn, không ăn. Bẩn mà. Ông già Noel đây ăn cỏ chị. Vứt đi, vứt là thùng rác, vứt là thùng rác, đúng rồi. Vứt lên. Ông già Noel đang loay hoay vứt đủ rác, vứt ở trên đấy. Rồi, được rồi. Vậy đâu ông già Noel đấy, rất là ý thức nhá. Ăn xong là ra là thùng rác đúng không các em? Rồi, chị cho em ăn cùng ấy nhá.
sen à? Đấy. Các em có hát cái bông không? Câu giờ đó em của nhà anh chỉ hát cái bông đó. Dính hết lên mồm rồi. Ông già Noel nào tay cũng dính. Theo nữa ăn xong thì bố sẽ đi rửa tay cho. Đấy. Ồ, các em ơi, có một bạn nhỏ kìa. Bạn nhỏ nhìn thấy rồi đấy. Và ông già Noel kìa. Bạn ấy đang dắt một con chó đi. Có ăn kem bông với ông già Noel không? Ông già Noel này ăn ra kem bông rất là nhanh nhá, nhanh nhất, nhanh hơn các ông già Noel khác. Đấy. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. Ông già Noel ăn cả vào tay à? We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring. Xong chưa? Anh nhanh nào để cho mình cũng đi mua quà cho. Em bé nữa chứ, ông tối là không mua được đâu. À, bà cô Si đấy, bà cô Si ăn hết cả một cái kem rồi này, chuyển sang ăn luôn kem của chị nữa các em ạ. Và nhìn cái kem của bà cô Si còn trắng như bông, cho bố ăn mấy nào. Rồi, đấy, các bạn rất đáng thảo luôn, khoái phát đà cho luôn. Bố sẽ xé một ít bông ở đây thôi. Rồi, bông này trắng này, cho một nó sẽ tan biến luôn các em ạ. Rồi, cảm ơn nhá. Ôi, nó dính chặt vào tay bạn Fuji. Quá lạ. Chặt quá. Cầm áo. Ôi trời ơi, vì là cái nào nó trắng đi áo nên bố không biết. Rồi, bạn Fantasy vác cái túi mua đồ đi. Thôi, chúng mình đi nhá, vừa đi vừa ăn nhá. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ ăn lên đường. Và tiếp tục hành trình đi mua quà cho các em nhỏ. Các em ơi, hãy theo dõi theo các bạn nhỏ sẽ mua những gì nhá. Rồi, vậy là các bạn nhỏ đã ăn xong rồi. Và tiếp tục về bác bao đi để mua quà để tặng cho các em nhỏ. Ông già Noel thì vẫn đứng vững để đi các em ạ. Quá, các em ơi, các bạn nhỏ của ta đã để được trước rồi. Quá, ở đây này quả Giáng sinh rất là đẹp nhá. Rồi, rồi chúng ta sẽ đến gần nhá. Và các em ơi, không khí Giáng sinh ở đây đã rất là tràn ngập rồi. Merry Christmas này các em này. Rồi các bạn nhỏ của chúng ta đã đến gần rồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gần để xem những hộp quà và cây thông Noel nhá. Wow, các em thấy không, cây thông Noel này làm từ hàng triệu chiếc bóng đèn tiếp rất là nhỏ các em ạ. Đẹp lắm, vào ban đêm luôn. Ôi trời ơi, các bạn nhỏ là bê. Ô, đừng bê. Cái này để trưng bày đấy, quà trưng bày đấy cũng bê nhá. Rồi, các bạn nhỏ của chúng ta đã bê cả món quà này đây các em ạ. Đây này, đứng vào đây có chụp ảnh cho nào. Rồi, ba ông già Noel sẽ đứng vào đây, đấy, trước cây cây. Rồi, đứng nữa nào. Một, chào dáng đi, đứng xa nhau ra. Một, hai, ba. Buồn cười quá nào ta lại. Chúng mình sẽ đứng ở trước kia chụp một kiểu ảnh nữa nhá. Rồi, em ơi, các bạn bao giờ Noel lại ra phía trước của cây thông Noel. Đấy, để tạo dáng và tạo một kiểu ảnh. Mỗi người đứng ở một cái cọc. Nào, xong chưa? Chuẩn bị nào, tạo dáng nào. Một, hai, ba. Rất là đẹp. Và màu đỏ của các ông già Noel đã lẫn vào màu đỏ của chiếc Merry Christmas em ạ. Thôi chúng mình đi vào trong chiếc đình đây. Vào thôi. Ô, ông già Noel kia đã chạy rất là nhanh rồi. Rồi, các ông già Noel đã chạy thẳng vào trong siêu thị rồi. À, bây giờ chúng mình cùng xem nhá. À, trong nhá. À, có rất là nhiều bạn nhỏ đến theo ông già Noel. Ông già Noel đã đeo đến một hàng rồi. Trên này lại có tiếp cây thông Noel và các bạn ấy đang ra phụ người tuyết và những con tuần lọc các em ạ. Và chúng ta sẽ đến gần xem nhé. Xin chào ba ông già Noel. Đâu? Thì con mỏ nhọn mà. Thế bên này là gì?
your kid. À. We wish you a Merry Christmas. Đấy, còn đây là con gì? Happy New Year. Con tuần lộc đúng không? Ồ, các em ơi, ở đây có trang trí một cây thông Noel rất là nhiều quả này. Đây là các cây quả của cây thông Noel đấy, các em có muốn xem sát không? Rồi. Rồi. Rất là nhiều không khí Giáng sinh ở đây đã tràn ngập rồi nhá. Rồi, chúng mình sẽ lên tầng để chúng mình mua đồ nhá. Đi.